Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Hội người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tới 10 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Công tác người cao tuổi tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội người cao tuổi đã phát huy được vai trò trong nhiều lĩnh vực, thực hiện tốt các phong trào thi đua như tuổi cao gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền, phong trào xây dựng nông thôn mới, thể thao, để nhân rộng được nhiều mô hình câu lạc bộ thể thao, văn hóa, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Công tác chăm sóc người cao tuổi cũng được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có gần 48.000 người được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Các hội cơ sở xây dựng được quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao hoạt động của các cấp người cao tuổi có nhiều vượt bậc so với nhiệm kỳ trước, đặc biệt là công tác chăm lo để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bắt kịp xu thế để người cao tuổi ngày càng có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn khi tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh, để mỗi người cao tuổi tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng. Người cao tuổi là người có trí tuệ, tập trung tham gia văn kiện, nghị quyết của Đảng bộ các cấp, lưu trữ những thông tin có giá trị lịch sử, góp phần phát triển quê hương, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến.